Sân vận động Kanjuruhan vẫn đang trong quá trình tân trang lại gần như toàn bộ, sau thảm kịch khiến 135 cổ động viên xấu số thiệt mạng vào tháng 10 năm ngoái. Hàng loạt hạng mục được thi công đồng thời trên sân vận động này. Khán đài sân vận động đang được cải tạo từ trong ra ngoài. Nhiều kết cấu cũ đã được phá bỏ để làm lại. Các bậc khán đài cũng đang được dọn dẹp sau khi tháo bỏ hệ thống lan can. Hệ thống các cửa ra vào cũng sẽ được làm lại để đảm bảo an toàn cho cổ động viên trong các trường hợp khẩn cấp. Dự kiến sẽ lắp đặt toàn bộ ghế đơn cho khán đài Kanjuruhan, mang đến sức chứa 21.000 khán giả cho sân vận động này sau cải tạo. Phía dưới sân, mặt cỏ đang được làm lại, bao gồm hệ thống thoát nước và tưới tiêu cho cỏ, trong khi mái che của sân vận động cũng sẽ được làm lại. Dự án cải tạo sân vận động Kanjuruhan có chi phí ước tính là 331 tỷ rupiah Indonesia. Bộ Công chính và Nhà ở Công cộng Indonesia đặt kỳ vọng sẽ hoàn thành dự án trong năm 2024.